Hello, welcome to my channel Game Free Adventure. Hôm nay mình chơi 16 game, toàn những cái game khủng nhất hiện nay trên App Store. Không những lượt là download khủng mà cái lượt xem cũng là nhiều. Thôi chết chết chết, tôi lại vào nhập công viên rồi em ơi. Thôi ra chúng ta sẽ chơi luôn. Đây là cái view của công viên này, quá khá là rộng luôn. Tên 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 mình sẽ cùng cô công chúa này vượt qua rất nhiều khó khăn luôn. Let's go. Mấy cái clip của mình, mỗi cái clip nào tầm 30 phút thì cũng ra, mình toàn quay mất 1 tiếng mới xong, không hiểu sao. Nó bị chênh thời gian nữa. Còn clip nào 20 phút thì toàn phải mất 40 phút mới làm xong. Chắc là do cái thời gian mình phải chuẩn bị âm thanh ánh sáng này, nói chung là chỉnh chiếc đủ thứ, nó mất thời gian quá. Mình xuất phát cuối cùng, bây giờ mình lại là vừa lên đầu rồi. Mấy bạn đằng sau đùa kém lắm, không ăn thua đâu. Cái này còn người cải thiện cái kỹ năng đua rất là nhiều thì mới có thể vượt qua được số 1 dân thủ. Nếu bạn nào mà thách đấu thì có thể qua kênh của mình để thách đấu nha. Để lại dưới bình luận em mình vào xem mình sẽ thách đấu sau. Còn bây giờ thì mình cứ dẫn trước cái đã. Cái vòng đua này nó khá là dài. Cái vòng đua này là hình cái con khủng long. Chúng ta bị trung sâm xét của một thanh niên nào đó rồi. Đó, chúng ta có một vòng đua nữa. Một vòng đua nữa khoảng mất gần 1 phút nữa này mới đua xong rồi. Mình có ban đầu mình chọn chế độ khó nhất mà sao vào đuôi đua các bạn toàn xếp sau hết không ý. Hiếm khi nào mà có một bạn nào đua hơn lắm. Hầu hết là mình toàn dẫn đầu cơ. Công chúa chắc là dùng mỹ nhân kế rồi. Mỹ nhân kế thì cũng nào trả lời hơn. Đùa có thua không vì gì. Các bạn đừng bỏ qua hết. Mình đã bắn một cái mai rùa từ phía sau rồi. Sao thành tích rồi anh em ơi. Đấy, cái đường nó rất là ngoặt ngoèo luôn. Trời, không biết clip này mình sẽ thực hiện trong vòng bao nhiêu phút đây. Bây giờ mới là phút thứ 3 rồi. Rất mong rằng khi xem clip mà mình, nhiều bạn nào thấy hay thì có thể like and share, chia sẻ đến nhiều người để thách đấu cùng mình. Chuyên 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 chuyên. Và wow, chúng ta mất tầm 3 phút cơ. 3 phút thì hoàn thành được. Đó. Wow, mình đã về rồi. Và mình sẽ phải ăn mấy viên thuốc này nữa. Mình sẽ vào cho Sonic. Đây nào. Ô, gì? Ô, vào rồi. Tên tên tên. Mấy viên thuốc mình vừa sử dụng đó là mấy viên thuốc hỗ trợ cái giọng nói các bạn. Bởi vì khi chúng ta trình bày rất là nhiều cái này thì giọng nó rất là khô và bị viêm họng luôn ý. Cầu bắn nhanh chứ. Nhưng mình đang dẫn đầu, đúng là mình đang dẫn đầu rồi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Mình đang dẫn đầu này, lâu lắm mới được dẫn đầu một lần. Tưởng là thanh niên nào dẫn đầu quá rồi. Họ bắn ra một cái con bọ cam cam.
Quả này lại dẫn đầu rồi. Phải né được của mình. Ui, sao không hiểu sao cái ông này đang ở đâu mà ông bay lên đầu. Cái thế. Còn hai người thôi. Rồi mình sẽ cùng mọi người sang trò Teen Titan. Bao giờ ra cái vùng biển đây nhỉ? Mình sẽ đi tìm xem cái nhiệm vụ hôm nay là cái gì nào. Tôi mua một cái nhân vật mới. Nhưng mà đâu tìm được cái nhân vật ý đâu mà mua. À, một yêu tinh, Rata. Mình sẽ có một pha gọi là đấu chiến luôn. Đội hình siêu anh hùng rất là trẻ. Ui, hôm nay nó hô bé thế nhỉ. Wow, cái cô nàng này có chiêu phá bỏ hiệu ứng này. Chúng ta không nên sử dụng. Không nên sử dụng bất kỳ cái một hiệu ứng nào cả. Wow, giết máu có vẻ ít nhờ. Mình dùng chiêu này của mình phải tiêu tốn 14 máu cơ. À, 16 máu cơ, thế này. Phòng thủ tốt quá. À, lên giáp, khoách hàng. Này thì lên giáp này. Lên bảng đếm số, lên giáp. Wow, đây được cái con ruồi. Con ruồi này chỉ có một chiêu bắn thôi. Mày chết rồi, mày chết này. Con này búc đam lên thì mày chết rồi em ơi. À, mình chơi đây búc đam. May quá. May quá trường nhỏ các bạn. Mình sẽ búc thật nhiều đam lên. Búc lên búc cực kỳ khủng luôn. Chết thật. À, cái con ruồi này. Ghê quá. Quả này ra chiều một phát thì chắc nó về quê luôn đấy. 24 máu. Nổ đam đây, chết luôn. What? Chi không chết được. Miễn nhiễm. Bây đến lượt cô nàng được rồi. Ánh mắt hủy diệt. Quá tuyệt vời. Tiếp tục nào. Còn một pha nữa thôi. Ủa, nó bắn liên tục này. Quả này cho con ruồi này về với cát bụi. Cái cát bụi này. Ôi, rất là nhiều gì. Mình sẽ sang một cái game khác. Ngoài đó là trò Sushi Run. Ủa, trò này quảng cáo nhiều lắm anh em ạ. Chơi phải từ từ, quảng cáo nhiều lắm. Chết là quảng cáo nhiều lắm. Mình chưa mua cái phiên bản phá bỏ quảng cáo nên là mình dính an toàn quảng cáo thôi. Lần này chắc hy vọng được trên 100 điểm nhé. Trên 100 điểm này. Cái gì ấy? What? Sống lại rồi, mình vừa phải xem một cái quảng cáo này sống lại này. Khốn nạn thật đấy. Tí nữa lại phải cắt ghép video mệt. Không thể tưởng được. Không biết anh em có cái công cụ nào mà là giúp hỗ trợ việc chỉnh sửa video nhanh hơn à? Mà suất vẫn chất lượng cao ấy. Mình muốn xuất chất lượng cao ra. Xuất tầm 2-3k, 4k mình cho mình máu. Cho mét. Chứ thời đại nào mà vẫn để Full HD này vậy không ổn lắm. Wow, bị trúng rồi. Ôi dồi ôi. Mình cùng mọi người xem trò Temple Run. Now I will play Temple Run game. Đây nào.
ha ha, chèn rất là to anh em ạ. Hy vọng lần này mình chạy được tầm vài trăm cây số. Có một mình cái map này thôi, nhưng mà trò chơi này tùy biến ra rất là nhiều cái map khác nhau. Nó chỉ cần đổi mỗi cái màu của cái cây rừng thôi anh em ạ. Đổi mỗi cái màu rừng thôi. Đang màu xanh cho thành màu đỏ. Và đang đang là màu xanh này cũng cho thành màu đỏ hơn, màu tím. Trang trí thêm mấy cái quả bí ngô vào thành Halloween. Hey! Nhà phát hành game quá lười. Phải mình thì mình phải làm hoành tráng hơn. Mình mới cho nhiều quái vật hơn. Chạy trong này nó sẽ nguy hiểm hơn và tăng cái độ kịch tính của game lên. Chỗ đây hơi ít quái vật. Con quái vật ở bên đường này hơi ít. Còn đó là một cái số cái ý kiến của mình cho nhà phát hành game. Hy vọng là anh ta và mình, những người đó sẽ nghe được. Đây, trong này phải bố trí nhiều rắn này, nhiều rắn nhiều dép này chơi mới ghê. Trước đây giờ đa phần những cái game horror nó còn ghê hơn nhiều. Thủ dòng kinh dị luôn đây. Chưa dám tả cái con TT đuổi này không ăn thua. Ui, đấy đấy, phải thêm mấy con nữa vào. Thỉnh thoảng có những cái con rắn dép bò trườn rồi đúng rồi. Nó đuổi xuống lắm, chạy về lắm. Thôi bố rồi. Thôi mình sẽ sang trò heo clip. Mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Cái thăng bằng này. Let's go. Wow. Cái màn này mình đã đạt cấp độ 6 rồi này. Và bây giờ mình phải hoàn thành mục tiêu đi 1450m. Sau khi phá với kỷ lục này thì chúng ta sẽ lên cấp độ 7. Thế đâu mức độ khó nó sẽ tăng lên. Nó tăng theo thời gian luôn chứ không phải là càng ngày càng dễ. Đẹp ghê gớm. Đây như kiểu một cái thành phố trong tương lai vậy. Tất cả cái ánh đèn này. À, vừa mới chạy được một tí. Thôi chúng ta sang một cái địa hình khác với địa hình mới này. Đây có một địa hình mới này. Xem. Let's go. Cái địa hình này thì mình tin tưởng là mình sẽ đi được xa và đi được nhiều hơn. Bởi vì nó khá là bằng phẳng, nó chẳng có cái điều gì cả. Đó, đường ngon, xe đẹp, xăng nhiều, phóng tẹt bô luôn. Wow. Thật dễ dàng để chinh phục những cái chặng đầu tiên của cái màn này luôn. Cái game Hellgrim 1 này nó không có chế độ là đua nhiều người. Đấu qua mạng cùng với nhiều người mà chỉ là mình chạy càng xa càng tốt thôi. Không giống trò Hellgrim 2. Tốc độ 1 mình đã hoàn thành rồi đây. Ôi, phóng. Phóng bét nhè thôi. Những lúc gần hết xăng mình lại cố chạy thêm một tí nữa. Cố chạy và cố chạy cuối cùng là được luôn một bình xăng. Ôi, đang chạy tốc độ cao mình bấm cả hai cái nút hãm phanh cho nó lật luôn xe rồi. Chúng ta sẽ sang cái trò Scary Teacher. Cái nhạc của game này lúc nào cũng tạo cho mình một cái cảm giác rất phấn chấn và cảm giác rất là chôn. Ô, có màn này. Rồi nào. Steam, can't wait to be clean. Cái màn này yêu cầu chúng ta phải vào để chôn cái nhà tắm của cô giáo này.
trông như dầu gội gì. Play out. Mình phải đột nhập vào trong nhà tắm này. Ô, cô sao đâu, đằng nào nhỉ? Đi cái đầu này đấy, em ơi. Cái gì đấy, vừa vào phát đã bị bắt rồi. Đù, chạy nhanh đấy. Một pha rượt đuổi đây. Đây rồi, cầu thang đây rồi. Ôi khổ quá, khổ rồi, chạy từ nãy rồi. Vừa vào game chưa làm được cái gì. Stay out of my house, you little brat. Có vẻ như mình đi sai đường rồi. Mình phải tìm cách đi đường khác rồi. Chúng ta sẽ trèo lên cái mái nhà trên này xem. Là một ý tưởng hay đấy. Trèo lên tầng rồi. Ở phòng tắm đâu nhỉ? Phòng tắm đâu anh ơi? Đây không phải. Đây là phòng hát. Đây rồi, đây rồi, đây. Phòng tắm đang đằng này cơ. Đây không phải. Đây cũng không phải. Đủ, đi được cái đoạn này. Đằng nào cũng nhanh nhầm nhỉ. Nhà tắm đâu ấy. Ô đằng này. Đúng không? Chà, chạy lòng vòng vòng mãi không thấy đâu cả. Kìa, mình cảm giác đằng kia rồi. Đây. Đây rồi. Chuồn thôi anh em ơi. Chuồn thôi. Mình đã trốn khỏi nơi đây rồi. Chả thoát tim được, chơi trò này thoát tim lắm. Mình cứ lên đây xem có cái gì không. À, nước ngọt à. Time for a nice steam. Tôi đang vào tắm này. Xem nào. Wow, chúng ta sẽ sử dụng cái dầu gội đầu mới, hương thơm ngào ngạt. Wait a minute. Why does my hair feel so stiff? Oh, my beautiful hair is. Ôi, giờ mình đi phu chứ còn gì nữa. Cái bộ tóc ngày nào bây giờ mình cho thành cái bộ tóc này. Quá hay. Mình sang cái game zombie tsunami. Đây nào. Mình sẽ phải đi phá hủy 6 cái xe tải. À, giá như là mình ăn mở khóa thêm được một cái con bét này nữa, khả năng là phá hủy nó sẽ sớm hơn và nó sẽ dễ hơn. Bởi vì có những cái con bét hỗ trợ này thì nó có nhiều hiệu ứng hơn này. Đây. Này con này nó mà đầy laser nó phải bắn vào mình không? Thật là đáng tiếc.
không sao, không sao, không sao. Mình chơi cái phiên bản không phải phiên bản hack nên là nó chỉ được có thế thôi. Chứ bây giờ ai chơi phiên bản bảo hack thì nói chuyện làm cái gì nữa. Chỉ có điều là cái con bot bét phụ này của mình nó hơi ngu. Có những cái nó không cần mình phải bắn mà nó cứ bắn là mất mất cái kia là gì. Đớp luôn. Đấy, 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 đấy. Thấy chưa? Nhờ có nó mà mình đã phá hủy được một con xe bán tải rồi. Ôi, 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 bỏ qua cái Seabird này rồi. Dân số 14, 15 này tha hồ mà phá hủy. Dân số đông này càng khó điều khiển các bạn, rất là khó điều khiển. Mình hy vọng là hạn chế số lượng chết bất thường. Ôi sao có muốn con thế, quá là nhỏ nổi luôn đấy. Quá đẳng cấp. Thực ra mình chơi cái trò này mình có thể chơi được 10 phút thôi, thậm chí còn hơn. Nhưng mà do cái thời lượng nó có hạn thôi, mình phải giới hạn nó lại và tiết chế nó lại một tí. Nhưng mình chơi giỏi quá thì hết mẹ thời gian của những cái game khác. Bíp này nó đớp hết của mình rồi. Chết thật rồi. Rồi chúng ta hãy cùng sang cái trò Rock Rock. Vào rồi anh em ơi. Mình đang trông vai vào một thanh niên cầm trên tay một cái khúc nứa. Nứa cũng chè bay làm nào. Quánh à. Phi tiêu, phi tiêu, lăng quăng à. Ô như kiểu một ninja ấy. Chúng ta đang trong thế giới của ninja. Ô ăn tiền à. Ăn tiền thôi. Ăn tiền này chắc là mua được nhiều đồ lắm này. Cái nhân đạo này, ăn cái nhân đạo này. What the? Mình đã có nhân đạo trong tay. Gạo xay ra cám. Ăn những cái nhân đạo này đi. Hôm qua mình có vào cái chế độ cái màn này để chơi này. Nhưng mà nó bị thế nào, nó lỗi quá. Nó ao hết ra, nó đẩy mình ra không vào chơi được tí nào. Ra mình thấy trò này rất là hay, nhiều màu sắc, đẹp tuyệt vời. Lối chơi và cách chơi cũng thế, hoàn toàn là sáng tạo cả thôi. Có một cái phi tiêu đi. Ô bay như ninja này. Trời ơi. Thanh niên này, quánh thanh niên này xem nào. Ô chạy đâu con sâu này. Chạy đâu rồi. Hay quá ta. Ui. 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 Cho em xuống. Ui. Cào quá. Hay quá nhờ. Ai mà nghĩ ra cái màn chơi này đặc sắc thế. Có một thanh niên đây này, chúng ta sẽ ra vụt thanh niên rồi. Không vụt được anh em ạ. Gì ạ? Không có nút nào để mà nó oánh nhờ. Sao mấy thanh niên trang phục đẹp thế nhờ. Cái gì đây? Cái con gì đây? Con gì đây anh em ơi? Sasuke. Shop đi. Xem nó có cái gì. Kiếm điện này. Mua luôn. Gậy điện này. 45 đô tiền đâu. Wow. Quá rất nhiều thế. Mình sẽ sử dụng đấy thôi. Rồi. Mình đang cầm trên tay một cái thanh rất là đẹp. Khúc gỗ này. Chúng ta sẽ đi tìm những cái nhân đạo. Quánh quánh luôn. Bày cào thế nhở. Không đánh được à.
Ồ, đây chính là bảng xếp hạng này. Mình đang ở đâu? Mình đang ở tận chỗ nào này biết. Ồ, kiếm rồng đẹp thế. Quay. Nhìn này, xịn trò không này. Xeo luôn. Quá ta. Có cả shuriken các kiểu này. Mua bao tiền? Ồ, rất là nhiều nhân đạo luôn, mình không có đủ. Phải chỉ đi ăn tiền thôi. Tối quá. Đi vào chỗ này là khu chỗ tối quá. Đẹp chưa kìa. Có rất là nhiều cửa hàng. Boss đây à? Quánh luôn, quánh luôn. Đang đánh luôn. Tối thế nhỉ? À, đánh thanh niên này này. Win chưa nhỉ? Ô, mình bị phản đam, mình bị nằm vật vờ đây này. Chết bố rồi. Chúng ta sang một cái game khác thôi. Mình sang trò tiếp theo. Đó, rapper. Đây nào. Ta sẽ sửa cho cái màn này. 26 different. Dạo gần đây mình rất là hay sử dụng quả bóng cà chua này. Đó, vì mình tin là quả bóng cà chua. Trời, chưa kịp nói. Quả bóng cà chua này nó sẽ đem lại nhiều may mắn. Nhiều may mắn trong những lần mình chơi game thì nó thuận buồm xuôi gió. À, ngồi đấy cũng làm công việc ấy chứ. Chơi game là cũng phải chiến thắng liên tục thì nó mới thuận buồm xuôi gió chứ. Không phải là cứ vào lên chơi chết liên tục thì các bạn lại chửi vỡ mồm. Đấy, chơi nó phải vượt qua, nó phải nhanh, liên tục. Nó tạo thành một cái mạch game. Chứ mình không thể chơi mà lại phải chết liên tục được. Chắc là sang, mình nghĩ là sang chuẩn bị sang năm mới rồi mình phải đi đến chùa để thắp hương và cầu mong là chơi game không gặp nhiều may mắn, không gặp xui xẻo. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp con bot. Có mấy con bot trong này bỏ quên. Bỏ rơi mấy con bot trong này rồi. Ôi chút chút. Rồi chúng ta sẽ sang cái game khác thôi. Mình sẽ cùng mọi người sang trò Fortnite. Wow, đây rồi, chúng ta bắt đầu đội người chơi. Đội cùng luôn. Cái gì cũng phải có đồng đội nó mới vui. Vừa nãy mình nhìn. À, súng 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 súng. Đạn này. Ok, kìa, chúng ta nhìn thấy một số người kìa. Rồi mấy bạn người Trung Quốc này. Mình xuống thì mình tỉa luôn. Ngại gì thời tiết. Ủa sao lại thấy bò này. Cái gì đây? Cái gì đây anh em? Bắn siêu phết thế nhỉ. Mình không phải sang vừa đâu. Ủa giờ này nắng quá. Bữa nay chỉ tối mù bây giờ lại nắng. Đằng này lại tối rồi. Mình có 5 viên đạn rồi. Ui giờ khổ thế nhở.
Kìa kìa kìa, mọi người kìa. Chạy xa thế, ôi dồi ôi, khổ tôi quá. Đâu đâu, người đâu? À đây đây đây. Còn khoảng 300 mét nữa. 300 mét nữa mình sẽ đến. Ui mẹ, bắt chạy xa vãi trường. Mỗi người một nơi. Kìa, nhìn thấy người rồi. Xuống nước cái bơi luôn đi. Ô, đằng này nhiều người lắm. Đây này, đằng này mấy người này. Còn hơn 100 mét nữa anh em ạ. 100 mét là mình tỉa luôn. Kìa, đây rồi. Bắn luôn. Thủ gì đấy. Trò này không có cách nào đi nhanh hơn nhỉ. Cái bọn nào bắn mình không biết. Tụi nãy rỉa mấy phát thôi. Có cô không gọi. Từ nãy chị em chưa bắn được, bắn được một người. Có cô không gọi gì cả. Đây mình ra đây góp vui. Ao bây giờ trời. Đấy bắn nhau loạn nhặng như này. Mua nhiều đạn quá. Đang thiếu đạn đây. Xin luôn cổ súng này đi. Đưa vào bắn đây. Ồ, mình gục bỗ này. Thua rồi này. Ơ, gục này sống lại được không? Dậy. Ôi dồi ôi. Thanh niên đi bỏ này bao giờ không? Đồ. Cho cái trò này nó cho bò này. Ok, mình sẽ sang một cái game khác. Rồi mình sang trò Mario. Mình sẽ vào cửa. Cái màn này, cái màn này mình chưa ăn được. Vừa nãy lúc sáng mình chơi một lần rồi nhưng mà chưa ăn được 5 cái đồng tiền. Ok. Ngon rồi. Đây một đồng tiền nó ở vị trí này này. Tuyệt vời. Ha, lần đầu tiên trong đời ăn được. Ăn được 4 đồng rồi. Ồ, 5 đồng rồi anh em ơi. Quả này win chặt rồi. Yeah. Quả này được thưởng to. Nhìn này, nhìn được thưởng này. Vừa được thưởng tiền này, vừa được thưởng vé. Thưởng nhá. Tên tên tên. Ủa sao đây được cái gì đấy? À đây đây, được thưởng 2 cái. Ý, rất là nhiều. Mình bắt đầu sang game Subway Surfer. Tên tên tên.
Nhanh nhanh thì hôm nay chúng ta còn phải đi mừng ngày 20 tháng 10, tháng 11 nữa chứ. Mình phải đi chúc mừng cô giáo dạy chơi game của mình. Đó, nhiều cô giáo mà mình biết chơi rất nhiều trò. Ngày xưa mình không biết chơi mấy cái thể loại game này đâu. Nhất là cái trò mấy cái trò Scary Teacher, Hello Neighbor. Mình không biết chơi. Thế là mình phải đi bái sư. Rất là may vì cô giáo mình đã bái sư được một cô giáo. Cô giáo đã dạy mình cách chơi. Mình rất là biết ơn từ ngày đó đến giờ. Hôm nay là ngày, ngày mai là ngày 20 tháng 11 là ngày quốc tế dành cho các thầy cô. Mình sẽ phải đi mua một bông hoa. Ô, mình vẫn nhầm làm giống ngày quốc tế. Ngày này thì nhà giáo Việt Nam hay làm gì rồi vậy? Quốc tế. Quốc tế là tất cả thế giới người ta làm, đây có mỗi ở Việt Nam thôi. Phải đình chỉ lại ngay. Kiểu nhiều bạn con mình là phản biện ngay. Đó, nói chung là các bạn phản biện như thế là rất là tốt đấy. Bởi vì có gì thì sai phải nói đúng không? Mà cãi nhau càng tốt, càng nhiều càng tốt. Bình thường đó cũng là một cái kỹ năng làm việc nhóm. Wow, tốc độ rất là nhanh. Nhân vật mình đang sử dụng này là zombie Jack. Đó, đây là Jack này, không phải là Jack sáng tác cái bài duyên phận đâu. Không phải song gió mà lại là Jack Zombie trong game Subway Surfer. Ồ, tay nhanh quá nhỉ. Ồ, tay nhanh quá. Rồi mình sẽ cùng mọi người sang trò Ryup. Ten ten ten. Trò này có đặc điểm là mình chưa bao giờ qua được màn 3. Mới chỉ đến được màn 2 thôi. Vì mình chơi trò này khó nhất trong những cái trò mình từng chơi. Có những cái trò khó mà phải nói là có đỉnh luôn mà mình vẫn vượt qua được cách một cách dễ dàng mà cái trò này đích chơi được. Đu cay quá. Ta chơi lại thêm một lần nữa xem nào. Chúng ta phải bảo vệ cái quả bóng này. Aha, mình nghĩ là một cách chơi rất hay đó, chúng ta để tay ở chỗ này vẫn điều khiển được, chứ mình cũng tưởng nó phải để tận đây. Màn 1 nào. Hôm nay mà qua được màn 3 chúng ta phải ăn mừng một cách gọi là to nhất từ trước cái này luôn. Đi ra. Này, này, này. Ngon quá nhờ. Hay quá nhờ. Hay quá ta. Màn 3 rồi. Chỗ này có nhiều cái thiên thạch nó rơi lắm. Màn 3 rồi. Trùng điệp điệp ghê quá. Ôi chít. Hỏng rồi, mình đâu có bao qua được màn này đâu. Rồi mình sang cho Odd Spot to Dragon. Rồi, mình vẫn sẽ điều khiển cái con ma này. Đây là cái trang phục rất là đẹp các bạn ạ. Trang phục này là biến con ma của mình trông như một con ma luôn. Đó. Tạo cho mình cái cảm giác rất là nhanh nhẹn. Di chuyển rất là nhanh nhẹn luôn. Oh, nhìn thấy chưa? Mình sẽ đi đến một cái ngôi làng cuối xe gió. Wow, mây đẹp quá. Mây rất là đẹp. Tan 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 tan. Ôi, chỗ này tối. Quắt, tối nuôi mình đâm cả vào đây luôn.
ta sẽ sang trò cuối cùng luôn, đó là run run. Tan 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 tan. Cánh rơi à? Mình thực ra không có tiền để mua thêm đôi cánh thiên thần đâu. Nếu mà có đôi cánh thiên thần trong cái trò chơi này nó cũng không giúp mình bay xa bay cao hơn được. Nó chỉ tạo cho mình cái cảm giác đẹp mắt hơn thôi. Nó mà lại có giá trị là 10.000 vàng, 10.000 tiền vàng. Chỉ cái con máy này của mình hoàn toàn là không có tiền. Coi, đúng từ coi luôn. Nhanh quá ta. Hay, tí nữa gặp con khủng long nữa chứ. Đừng, cố đừng có chết là được. Xong cái màn này đi 20 tháng 11 thôi. 20 tháng 11 có trò Scary Teacher với bạn Tôn Cô Giáo. Wow, khủng long. Hộp này. Hộp gì vậy? Hộp này chắc là mới trang phục mới đấy. Có những cái trang phục mà mình hoàn toàn không thể mua được. Mai mình phải đi hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa. Tuyệt vời. Hay quá ta. Tốc độ nhanh. Khủng long. Cẩn thận của khủng long con rắm ấy. Cái gì? What? Mình tưởng trong này đi được. Ok, đó là tất cả 16 trò chơi trong buổi sáng hôm nay của mình. Goodbye. See you again.